tưởng vợ nhưng mẹ bắt đi xét nghiệm ADN với hai đứa con gái, chồng bật khóc tại chỗ khi đọc kết quả. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, 39 tuổi, làm việc tại trung tâm xét nghiệm ADN kể lại trường hợp của anh Nguyễn Tuấn Lộc, ngoài 35 tuổi ở Hà Nội. Theo đó, anh Lộc đến trung tâm cùng hai con gái và người mẹ của mình. Khi ấy, trước mặt mọi người, anh tuyên bố, con luôn tin tưởng vợ con, chẳng qua là vì mẹ nghi ngờ thì con làm xét nghiệm ADN để cho mẹ vừa lòng. Từ giờ trở đi, mẹ đừng nghi ngờ gì vợ con nữa. Người mẹ thì khăng khăng mình có lý do để không tin tưởng con dâu. Bà bảo con trai cứ xét nghiệm trước, mọi chuyện thế nào thì khi có kết quả sẽ tính tiếp. Sau đó, qua chia sẻ của khách hàng, chị Yến mới biết anh Lộc có hai cô con gái. Tuy nhiên, mẹ anh luôn hoài nghi hai cô cháu gái không phải ruột thịt nhà bà. Con dâu chắc chắn đã qua lại với người đàn ông khác và sinh ra đứa trẻ. Anh Lộc nhiều lần giải thích cho mẹ rằng hai vợ chồng anh yêu thương nhau, vợ anh chung thủy và tuyệt đối không có chuyện tư tình. Dù tranh luận nhiều lần nhưng mẹ anh vẫn không tin, bà càng thêm buồn bã khi người ngoài nói ra nói vào câu chuyện của gia đình. Anh Lộc quyết định cùng mẹ đến trung tâm phân tích ADN công nghệ di truyền để tìm bằng chứng khẳng định chắc chắn những gì mình nói là đúng. 3 ngày sau, anh Lộc đến trung tâm để nhận kết quả. Người đàn ông vẫn tự tin vui vẻ nói với chị Yến, bản thân đã biết trước kết quả thế nào, bởi như anh đã nói, việc anh lấy mẫu xét nghiệm ADN chỉ là để chiều lòng mẹ anh. Bản thân anh tuyệt đối tin tưởng vào người vợ đã sinh cho mình hai cô con gái xinh xắn. Cuộc hôn nhân của anh tới khi ấy đã hơn 10 năm, con gái lớn cũng đã 10 tuổi. Vì biết kết quả ra sao nên chị Yến dặn anh Lộc phải thật bình tĩnh, chị Yến nhớ lại. Khi mở kết quả ra, anh Lộc sững sờ vì cả hai bé gái đều không phải con anh. Anh bật khóc ngay tại trung tâm vì quá sốc. Cũng may hôm đó chỉ có mình anh ấy đến, nếu có người mẹ đi cùng thì không rõ anh ấy sẽ bẻ bàng đến mức nào. Ban đầu anh Lộc vẫn chưa tin và hỏi nhân viên trung tâm hay là có sự nhầm lẫn nào đó. Tuy nhiên, chị Yến giải thích rằng ba bố con anh đến trung tâm và lấy mẫu trực tiếp nên không thể có sự nhầm lẫn nào cả. Nếu cái mẫu ADN của con và bố khớp với nhau trong từng gen thì độ chính xác có quan hệ huyết thống đạt tới 99,99%. Ngược lại, nếu hai mẫu ADN không khớp với nhau từ hai gen trở lên thì khả năng người đàn ông là cha của đứa trẻ là 0%. Khi nghe giải thích, anh ấy mới chấp nhận sự thật. Anh mếu máo nói rằng bản thân không thể ngờ được bị lừa dối suốt hơn 10 năm. Trước phán đoán của mẹ chồng, cô ấy vẫn luôn khẳng định một lòng một dạ với anh và anh phải tin cô ấy, chị Yến kể lại. Sự thật choáng váng khiến người đàn ông ngồi rất lâu ở trung tâm. Anh chia sẻ không biết phải đối diện ra sao với mẹ và các con. Theo chị Yến, các khách hàng xét nghiệm ADN với nhiều mục đích khác nhau như làm hồ sơ đi nước ngoài, giải quyết thủ tục khi ly hôn, tìm người thân. Ngoài ra, trường hợp các gia đình hoặc cặp đôi đưa nhau đến trung tâm để giải mã sự nghi ngờ về chuyện tình cảm cũng không ít. Đó có thể là trường hợp một phụ nữ xét nghiệm ADN xem cái thai trong bụng là của chồng hay là nhân tình để rồi quyết định giữ hay bỏ đứa bé. Đó có thể là những người đàn ông xét nghiệm huyết thống để xem đứa con có phải là ruột thịt của mình. Rất nhiều trường hợp như anh Lộc tin tưởng và yêu thương vợ hết lòng nhưng vẫn bị vợ phản bội. Kết quả sau mỗi tờ ADN đôi khi nghẹn đắng đầy nước mắt là vì vậy, chị Yến nói. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.